80. Phẩm đạo sĩ. Bấy giờ, cụ thọ thiện hiện suy nghĩ, đạo của Đại Bồ Tát như thế nào mà các Đại Bồ Tát an trụ vào đạo này có thể mặc những loại áo giáp công đức thủ thắng và như thật làm lợi ích cho tất cả hữu tình. Biết tâm niệm của cụ thọ thiện hiện, Đức Thế Tôn liền bảo, này thiện hiện, nên biết bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa là đạo của các Đại Bồ Tát. Bố niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo là đạo của các Đại Bồ Tát. Pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không là đạo của các Đại Bồ Tát. Chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ là đạo của các Đại Bồ Tát. Thành đế khổ tập diệt đạo là đạo của các Đại Bồ Tát. Bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc là đạo của các Đại Bồ Tát. Tám giải thoát cho đến 10 biến xứ là đạo của các Đại Bồ Tát. Pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện là đạo của các Đại Bồ Tát. Cực hỷ địa cho đến pháp phân địa là đạo của các Đại Bồ Tát. Tất cả môn đà la ni, môn tam ma địa là đạo của các Đại Bồ Tát. Năm loại mắt, sáu phép thần thông là đạo của các Đại Bồ Tát. 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng là đạo của các Đại Bồ Tát. Pháp không quên mất tánh luôn luôn xả là đạo của các Đại Bồ Tát. Trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là đạo của các Đại Bồ Tát. Vô lượng vô biên Phật pháp khác là đạo của các Đại Bồ Tát. Lại nữa, này thiện hiện, nói chung tất cả pháp đều là đạo của các Đại Bồ Tát. Này thiện hiện, ý ông thế nào? Vậy thì có pháp nào mà các Đại Bồ Tát không nên học không? Nếu các Đại Bồ Tát không học pháp đó thì có thể chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề không? Thiện hiện thưa, bạch Thế Tôn, không. Phật bảo thiện hiện, đúng vậy, nhất định không có một pháp nào mà Đại Bồ Tát không nên học. Nếu các Đại Bồ Tát không học pháp ấy, thì chắc chắn không thể cầu được quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Vì sao? Vì nếu Đại Bồ Tát không học tất cả pháp, thì nhất định không thể đạt được trí nhất thiết trí. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, nếu tự tánh của tất cả các pháp đều là không, vì sao? Đại Bồ Tát cần phải học, vậy thì học ở chỗ nào? Nếu có sự học thì bạch Thế Tôn, không lẽ đối với pháp không hí luận mà làm ra hí luận, cho là có các pháp là đây là kia, do thế này là thế kia, đây là thế gian, đây là xuất thế gian, đây là hữu lậu, đây là vô lậu, đây là hữu vi, đây là vô vi, đây là pháp phàm phu, đây là pháp dự lưu, đây là pháp nhất lai, đây là pháp bất hoàn, đây là pháp A-la-hán, đây là pháp độc giác, đây là pháp Bồ-Tát, đây là pháp Như Lai. Phật bảo thiện hiện, đúng vậy, này thiện hiện, như lời ông đã nói, tự tánh của các pháp sở hữu đều không, hoặc tất cả các pháp chẳng phải tự tánh không, thì Đại Bồ Tát sẽ không chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Do tự tánh của tất cả pháp đều không, cho nên Đại Bồ Tát có thể chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Này thiện hiện, như lời ông đã nói, nếu tự tánh của tất cả pháp đều không, vì sao Đại Bồ Tát cần phải học, vậy thì học ở đâu? Nếu có chỗ học thì bạch Thế Tôn, không lẽ đối với pháp không hí luận mà tạo ra hí luận, cho là có các pháp là đây là kia, do thế này là thế kia, nói đủ cho đến đây là pháp của Như Lai. Này thiện hiện, nếu các hữu tình biết tự tánh tất cả pháp đều không, thì các Đại Bồ Tát không cần học tất cả pháp để chứng đắc trí nhất thiết trí. Hãy vì các hữu tình mà tìm phương cách để giáo hóa. Bởi vì các hữu tình không biết tự tánh các pháp đều không, các Đại Bồ Tát nhất định phải học tất cả pháp để chứng đắc trí nhất thiết trí. Vì các hữu tình mà lập những phương cách để giáo hóa. Này thiện hiện, ông nên biết, các Đại Bồ Tát khi mới tu học Bồ Tát Đạo, nên quan sát thật kỹ các pháp tự tánh nó đều không thể đắc, chỉ do chấp trước hòa hợp mà tạo ra, nên quan sát thật kỹ tự tánh của các pháp hoàn toàn không, ở trong đó không nên chấp trước. Nghĩa là không nên chấp trước sắc thọ tưởng hành thức, không nên chấp trước nhãn xứ cho đến ý xứ, không nên chấp trước sắc xứ cho đến pháp xứ, không nên chấp trước nhãn giới cho đến ý giới, không nên chấp trước sắc giới cho đến pháp giới, không nên chấp trước nhãn thức giới cho đến ý thức giới, không nên chấp trước nhãn xúc cho đến ý xúc, không nên chấp trước các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, không nên chấp trước địa giới cho đến thức giới, không nên chấp trước nhân duyên cho đến tăng thượng duyên, không nên chấp trước các pháp do duyên sanh ra,